hai cái bé liệt nè quý vị. Chào quý vị đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Sáng giờ là ăn 3 lần rồi đó. Sáng sớm thì Trọng cho ăn thức ăn bịch, mấy cây kẹo á, mấy cây bánh á. Rồi khi mà luộc, bữa nay nhà cho ăn gan bò, sau khi luộc chín á thì bắt đầu cho em ăn. Em này, ôi em này nó khôn lắm nha mọi người. Hai em này nè, nó có một cái gì đó nó rất là khôn luôn, nó sợ lắm nha. Nè con, nè con ăn đi con. Trọng đang để em ở nhà xe, rồi có cái này cho em ngủ nè, rồi tối cho nó vô đây, tối cho nó vô này nè, rồi để cặp bên nhà xe nè, tại vì Trọng chưa cho nó vô nhà, sợ mấy em ở trong nhà làm em sợ á. Nhưng mà phải nói một điều là hai cái em này nè, không biết làm sao mà đi ra ngoài coi mấy đứa này, đi ra ngoài đóng cửa lại, đừng có vô đây chỗ mấy đứa em này. Em con đi ra cái lùa. Trọng không có chú cho mấy, sợ mấy em khi ăn hiếp á, mà nó khôn dữ lắm. Mọi người thấy nó ở trong đó không đó nha, kêu nó không chịu ra luôn á. Cái em nhất là cái em vàng á, là sao mà nó sợ lắm, nó gặp mình nó sủa. Ăn đây nghe con, nước nè, nè uống miếng nước đi. Anh đâu có làm gì đâu, anh cứu em mà. Nói không, anh để đây nha, ăn nè, ăn đi nè. Rồi anh để ăn xong anh để cái lót cái này cho nằm ngủ cho nó im. Đó, anh kia kìa, thấy không mọi người, thấy không, nó nằm trong gầm xe, nó biết cái gầm xe là rất là an toàn, nó nằm kêu nó không chịu ra luôn á, nó sợ lắm kìa, thấy đồ ăn vô không đó. Dán thêm một ngày nữa nghe con. Kế hoạch của Trọng là Trọng dự định là, thật sự lúc đầu là Trọng dự định là tới khoảng thứ sáu là Trọng mới xuất phát đưa em về Gạch Giá. Nhưng mà cuối cùng thì Trọng phải sắp xếp cái công việc, tại thấy các em rất là thương. Mình ở đây mình không có cái nơi riêng tư cho các em dưỡng sức khỏe, mà phải thì tạm thời phải cho em ở đây. Trọng phải đóng cửa nhà xe lại nè, rồi đem nước nè, thức ăn nè, đem cái liệm nè, cái lò đầu lót này ra cho em nằm nè. Đó, thì cũng thương dữ lắm. Nhưng mà bây giờ là Trọng muốn là em phải được về ngay Gạch Giá để điều trị, để vừa điều trị vừa chăm sóc liền. Nên là Trọng đã sắp xếp công việc, sáng ngày mai thì Trọng sẽ đi quay ở chỗ chị Như Quyên để phát cho bà con 200 phần ăn chay, trong đó đóng góp của Trọng là 100, còn 100 lại thì các chị chắc của người khác. Thì sáng ngày mốt là Trọng xuất phát đi liền, chiều ngày mốt là các con đã về ở nơi ở mới, được sự chăm sóc. Nè con leo đây, con ngồi nằm nè cho nó im. Con leo đây đi, con kia thì nó hơi nhát hơn, không phải nó nhát mà nó rất là đề phòng, chứ không phải là nó nhát đâu, nhưng mà em ấy rất là đề phòng, rất là đề phòng luôn. Con leo đây, nó nằm đi con cho nó mềm ha. Đúng rồi, nó khôn chưa, khôn chưa. Ở Kiên Giang á, ở Gạch Giá thì chị Khánh Mai, xin lỗi mọi người nha, chị tên là Khánh Mai, mà Trọng hồi đó Trọng lưu là Ánh Mai, là Trọng hay có thể là chị Ánh Mai, chứ thật ra là chị Khánh Mai, đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi cho em chuồng cũng như là cái nơi ở. Chị có quay phim gửi cho Trọng rồi, chị nói các em về là sẽ ở đây, rồi sẽ có bác sĩ chăm sóc điều trị. Nếu như mà khả năng của em mà có thể đi lại thì chắc chắn một điều là em sẽ đi lại được, trừ khi mà những cái trường hợp bất khả kháng á, mà cái kiểu mà em quá nặng không ấy, nó khôn lắm, mình đụng là nó rút vô trong liền á, nó sợ lắm, nó sợ mình làm hại nó. Không có đâu hai con,
Không có, anh Trọng không bao giờ làm hại mấy con rồi nè. Nó con liếm tay anh Trọng đi, làm quen đi. Nó con hửi đi, cái mùi anh Trọng là cái mùi của một người thương yêu các con mà, chứ đâu phải là hại các con đâu. Đúng không nè? Đúng không? Đó, anh Trọng thương mà. Quá trời thương rồi nè, con liếm tay anh đi. Con cảm nhận chưa? Đó, nè. Bú hả? Tay không có sữa. Con cứ cảm nhận đi, con cảm nhận đi, con cảm nhận sự yêu thương đi. Bé kia thì chúc anh xử sao? Đó. Đúng không? Cười đây cười đây. Nó con cảm nhận đi đó. Anh là người tốt mà. Đúng không? Sợ gì không biết à. Anh đừng có sợ nha. Ráng ở đây nè, mai nè. Rồi ngày mai nữa. Ăn uống đầy đủ nước nôi sạch sẽ. Rồi xong anh đưa em về một cái nơi mới. Anh bảo đảm với em luôn, sẽ có người chăm sóc cho em từ A đến Z luôn. Có bác sĩ chăm sóc một cách là nhiệt tình nè. Nếu như em có khả năng đi lại á, chỉ cần em có một vài phần trăm đi lại thôi, anh bảo đảm với em là em sẽ đi được ha. Trọng sẽ sắp xếp đi một vòng đợt này là từ Rạch Giá Kiên Giang rồi xuống Bạc Liêu để thăm và cũng như là giúp đỡ cho bé Lucky mà bị móc mắt. Rồi xong rồi Trọng lại về Bạc Liêu, ở đâu ta, Sóc Trăng. Sóc Trăng lại thăm bé Lucky cạo lông, rồi thăm trạm chị Hon, rồi lại về Tiền Giang thăm bé Mực và về Bến Tre thăm bé Lucky hai chân. Trời, đợt này đi đi một vòng mà thăm ba bé Lucky ha, toàn là tên Lucky không à. Thương chưa? Ăn đi nha con. À, Trọng cũng xin chào. Ôi trời, tính dừng video lại á mà thấy nó thấy thương quá rồi. Chào mọi người xem nè. Cứ cạp anh đi con, cứ cạp anh đi để con cảm nhận được là anh là người tốt, anh là người thương các con. Anh sẽ đưa các con có một cái cuộc sống mới nè, có người chăm sóc nè ha, chứ anh không có làm gì mà để các con phải trốn vô đó rồi ra thăm các con, hay các con lùi vô đó à, đúng không? Đó hả? Đó, dễ thương quá mà. Bé kia đâu rồi? Ồ, ông nằm kìa, nằm suy tư tới chưa nhớ nhà đâu mọi người. Cảm giác này cũng nhớ nhà, nhớ chủ nè, chắc nhớ mẹ nữa. Phải không con? Nhớ nhà, nhớ chủ, nhớ mẹ rồi. Ok. À, Trọng xin dừng video nha mọi người. À, chúc mọi người xem video vui và sẽ còn một cái clip nữa về hai em này. Đó là cuộc hành trình đi về Gạch Giá Kiên Giang đến một cái nơi ở mới. Rất là mong mọi người ủng hộ hai em. Thương 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 này cả hai con. Con đừng có sợ anh ha. Con đừng có sợ anh Trọng như trơn á, anh Trọng không có làm gì con trơn á. Ha 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 ha. Thương 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 lắm luôn. Bye bye mọi người nha.